Gia Khánh, cậu học trò nhỏ của vùng biển Cửa Lò, Nghệ An, trong năm học vừa qua đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, đạt 9,3 trung bình môn học kỳ 2. Bật mí về phương pháp học tập của mình, Gia Khánh cho biết em luôn đề cao tinh thần tự học. Đặc biệt, em cũng đã theo học khóa học online thay vì đi học thêm ngoài. Không chỉ có Khánh tham gia học online, được biết việc học online dường như đã trở thành một truyền thống trong gia đình. Anh trai của Khánh, Hà Gia Bảo, hiện là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, cũng đã từng theo học online từ năm lớp 9 cho đến hết năm lớp 12. Anh họ của Khánh cũng đã theo học online 3 năm cấp 3 và đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học vừa qua. Thế cũng đi học là cũng khá là hay. Được cái là có nhiều dạng để mình làm bài được, không tốn thời gian để mình đi học thêm hay là mình đi tìm. Chị Tình, mẹ Gia Khánh chia sẻ, nhận thấy học online có thể bổ trợ rất nhiều cho việc học trên lớp nên gia đình thường chọn cho con học online thay vì học thêm ngoài. Hiện nay, thị xã Cửa Lò đã và đang phấn đấu để sớm trở thành một thị xã học tập, thị xã thông minh trong thời đại công nghệ 4.0. Để làm được điều này, Hội Khuyến học thị xã Cửa Lò cho biết, xây dựng xã hội học tập là xây dựng một xã hội mà mỗi người dân, gia đình, dòng họ phải học suốt đời. Muốn làm được như vậy cần phải có một không gian và thời gian thuận lợi nhất cho việc học. Để thực hiện được điều đó, việc học tập suốt đời chủ yếu sẽ xoay quanh việc tự học thông qua học tập trực tuyến. Chúng tôi thấy là khi các bạn học ngoài thì tôi cảm thấy nó có cái cảm động và rút lực. Thì học ngoài này là rất bài bản. Trở lại với gia đình Hà Gia Khánh, chuẩn bị sang năm lớp 8, Khánh và gia đình đã quyết định đăng ký chọn gói các khóa học trực tuyến để hỗ trợ cho việc học. Động viên tinh thần đó, thầy Phạm Ngọc Hưng đã có những dặn dò dành riêng cho Gia Khánh trong năm học mới. Như là bắt đầu sang lớp 8 là các bạn học sinh sẽ tiếp tục và mình bắt đầu mình thích cái trường lớp bạn. Và cái định hướng là bản thân mình thích cái môn học và các bạn ấy cố gắng, thực sự là cố gắng thì nó sẽ rất là tốt. Để đạt được mục tiêu và một cái trường lớp 3 như cái anh trai của em họ để là cái tấm gương và nhất sáng nhất thì. Nhờ quá trình tự học, tự phấn đấu cùng sự hỗ trợ đắc lực của chương trình học online mà các anh của Khánh đã đạt được ước mơ của mình. Với mong muốn tiếp nối truyền thống tự học và học trực tuyến của các anh, Gia Khánh chia sẻ, em sẽ liên tục cố gắng học tập, rèn luyện và vẫn sẽ theo học các khóa học online để có thể nắm vững và liên tục bổ sung kiến thức trong quá trình học.